Minh Phiếu này, nhìn gì đây? Tìm thấy em thấy thằng San đang đào đào cái gì đấy. San đang đào đào á? Đâu đâu ơi? Phải San không? Trời luôn thằng San mà. Thế anh em ra đấy xem đi. Sao lại đào cái gì là sao nhỉ? Em gọi San rồi đi. Đào đi. Cái gì đấy? Hả? Cái gì đấy Vương? Hả? Sao? Cái gì dưới à? Tròn này. Từ đá Vâng, em xem được dưới này có gì mà tròn tròn. Ui, cái gì ấy? Cái gì nhỉ? Ui, bóng, tui bóng ấy nhỉ? Tui bóng á? Gì ấy? Ui, cái gì ấy? Vâng. Có trứng nào mà to thế? Trứng khủng long à? Ui, không phải nha, cái gì ấy? Cái gì ấy? Cái gì ấy? Ôi, cái gì ấy? Xem gì ấy? Em lấy tay mở ra đi. Cái gì ấy? Ôi, cái gì ấy? Trứng gì ấy? Trứng gì ấy? Trứng khủng long. Trứng khủng long á, đây là trứng khủng long, anh xem nào. Robot khủng long thôi. Robot khủng long á. Nhưng mà San này, San sao lại thấy con chứ không nằm ở đấy? Thằng Huki hay thằng nào mang vào á? Thế là sao? Tự nhiên có à? Tự nhiên mà có được. Mẹ ngươi, em mở ở đây. Có gì ấy? Hình như đây là sách hướng dẫn sử dụng này phải. Đúng rồi. Em mở thử đi. Toàn chữ Trung Quốc thôi. Uầy. Gì? À, lắp ghép khủng long anh ấy. Lắp ghép khủng long á? Ừ. Uầy. Khét thế nhỉ? Thế như trước đám có mua con này đúng không? Ừ, trước anh có con này rồi. Ừ. Thế bây giờ con này con nào? Em nghĩ là con nào? Em nghĩ là con này. Con này á? Ừ. Thế em nắp thử xem nào. Để em bóc em nắp thử. Sao hôm nay lại có chữ không nong ở đây nhỉ? Hay là San trôn phải không? Hả? À, không á. Đúng rồi. Đúng chữ không nong rồi. Đúng đây cái tô vít này. Ôi, súng này như con này như có cả đạn bắn thì phải Minh Vương ạ. Ok anh em ơi, hôm nay là San vừa mới phát hiện ra được quả trứng robot anh em ạ. Trứng khủng long robot anh em nhé. Đấy, bây giờ để anh em mình nắp xem thử gọi là quả trứng này nó ra hình thù gì anh em nhé. Đấy. Mình vừa mới nắp không? Em biết đấy mà. Như đây là ốc này. Đây đúng là mấy con ốc Vương này. Đúng là ốc rồi. Em nắp thử xem có ra hình gì không? Ui, gắn cái đầu đấy. Vâng này, nhớ đâu đây này của thằng Huki sao? Hả? Huki nào? Cái này sao tìm ở đâu? Ở ngoài cái đấy nỗ này. Thôi em cứ nắp đi xem nó ra hình gì không? Đẹp nắp rồi. Xem ra hình gì. Ôi. Đấy, như này này. Đúng không? Ừ. Xong rồi, cái đầu nó ở đây đúng không? Đầu nó bên đây phải. Ôi. Em có biết nắp không ấy? Em nắp này giỏi lắm. Nắp được kia, mồm chứ đấy. Đây này. Đấy, đây là cái gì ấy? Đây nghĩa là cái mồm nó sao ấy? Không phải. Không phải á? Mồm nó không thưa như này được. Đây nhưng đây đúng không? Đây này. Đúng chuẩn thôi. Anh xem thử cái mồm này. Đấy, ok nha em. Đây là hình cái mồm của con khủng long này anh em này. Đấy, trông nhìn sợ phết anh em này. Ui, đây là cái mắt anh em nhá. Đây cái mồm, ấy, mồm to phết. Nhưng mà chưa nắp xong, đợi Minh Vương nắp xong xem nó ra hình gì anh em nhé. Đúng chưa? Đúng rồi. Ở đây để anh xem thử cái hình. Em vặn ốc vào đi. Ôi, như đây là mấy cái đuôi anh em ạ. Đây là mấy cái đuôi anh em nhé. Ấy. Minh Vương cũng biết tắp phép nhỉ? Ừ. Này đúng rồi. Phải như này. Chật luôn. Xong rồi, một ốc lắp ở đây nữa. Chà, Minh Vương nắp xong rồi á. Ôi, con này nhìn đẹp thế nhỉ? Nhìn giống. Giống luôn. Nhưng mà anh thấy con này xịn phết, em nhìn thấy khủng long rồi. Ấy, có ba cái sừng luôn. Ôi, như cái này bắn được phải không?
Ông biết nhìn chắc phết nhỉ. Bắn được mà. Ôi, San San làm gì ấy? Ui, San làm gì ấy? Bắn vào mình. Ôi, San sao tự nhiên lại bắn vào mình? Có mấy viên đạn này. Ui, đếm xem nào. Ui, 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 khét phết nhỉ. Nhưng mà con này không biết là của ai nhỉ? Không biết được. Thôi anh em mình hay là cứ cất đi xem người của ai. Cất đi anh em ạ. Để hay là để San giữ nhỉ? Cho San giữ đi. Ở San giữ nhá. Để ok anh em ơi. Thì Minh Vương đã nắp xong được cái là con khủng long rồi anh em nhá. Đấy anh em nhìn này. Đấy cái súng này có thể gọi là xoay rồi nhá. Đấy như cái súng máy anh em ạ. Nhưng mà con này không biết của ai luôn. Nhìn trông là cute đáng yêu phết anh em ạ. Anh em nhìn này, đây là nút bắn anh em nhé. Phát này mình bắn thử cho anh em xem này. Giờ mình sẽ bắn thử cho anh em xem có ok không anh em nhá. Anh em nhìn này. Đấy. Ơi, sạc phết anh em, bay tít trong ngoài kia. Đấy. Bây giờ là mình sẽ gọi là đưa cho San giữ anh em nhá. Đấy con này trông thế thôi mà khó. Mình nghĩ khả năng là của thằng Cookie của thằng nào nó để đấy. Bây giờ tí nhá, kiểu gì nó cũng vào anh em ạ, nên là mình phải cho San giữ nhá. Ui, hình như là thằng người sói kìa. Ui, người sói. Lâu lắm nó không báo mày lại vào nhỉ. Không biết anh không biết. Đúng người sói. Ui, San đang tấn công kìa. Ê anh em ra ra gần xem nào. Ui. Ui em ơi. Tự nhiên làm sao? Ui, bây giờ phải sao? Ui. Con khủng long kia nó bắn kìa. Ui. Em vào em lấy xem có vũ khí không. Ui, nhanh em ơi. Ui. Anh em ơi, sang với người sống đánh nhau. Trời đang mưa mà trong khi đó mình không có vũ khí thì không dám ra cứu San anh em ơi. Toang rồi. Ui, Vương đang cấm gì? Đi thôi. Em ra chưa? Ui, súng ở đâu ấy? Súng ở trong xóa đâu? Súng gì ấy? Súng của anh Hùng. Súng anh Hùng á? Ê, em mẹ. Mình Vương này ra cứu San em ơi. Ui, súng. Ui, rồi. Ui. Bắn nó. Sao bây giờ hả? Thôi, không gì xa nữa, thôi anh em mang vào để sư Minh Vương giữ đi. Mang vào để em giữ rồi. Thế đi vào đi.